Vani ăn ăn sinh tố bơ. Vani ăn sinh tố bơ nhỉ. Mẹ mẹ Nhung làm đổ cốc sinh tố bơ, thế là Vani thấy các bé cún thưởng thức sinh tố bơ ngon quá, thế là Vani cũng nhảy vào ăn cùng. Không ngờ nó lại ngon thế. Thế là Vani cứ lầm lũi ăn, kiên trì ăn, ăn hết này, ăn sạch sẽ 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 luôn này, ăn hết cả cốc sinh tố bơ luôn này. Vani ơi, con ăn nốt đi, ăn nốt cho nó sạch đi. Ôi dồi, thôi các bé ơi, không không cắn giấy, trời ơi. Đấy thì cắn luôn. Không cắn giấy, để nghiên đấy. Đấy, đang chơi đùa này. Bọn này buồn cười, buồn cười à, cắn tay tôi à? Cắn tay tôi. Đấy, lại cú vào ăn 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 sinh tố bơ cho nó hết đi đấy. Đấy, cả nhà cùng ăn sinh tố bơ. Chẳng may bà làm đổ nhỉ, mẹ cháu làm đổ. Đấy, thế là chúng cháu ăn ăn cho nó sạch. Đổ cốc sinh tố bơ bà cháu làm đổ, thế là bé cún ăn kia kìa. Bố cháu vừa ăn thì bây giờ đến bé cún này ăn tiếp. Nào Vani. Cún ơi, cháu ơi, chút chít ơi. Chút chít chít chút chít chút chít. Ê, Vani ơi, con ăn sạch đi, ăn nốt cho nó sạch đi con. Để mẹ đỡ phải lau nhiều. Vâng, anh vâng. Vâng. Ây giời. Nào bé cún này, nơi này nơi đây. Ây da, cái mặt nó trời ơi. Dân chơi phố cổ đây, không được đùa với nó được đâu. Dân chơi phố cổ đây, không đùa đâu nhỉ. Cháu ơi, dân chơi phố cổ đây à. Ôi trời ơi, ghê không. Các cụ đã cho Ly hên phố cổ chơi chưa? À thế hôm qua cụ đi lễ cụ cầu cho cả bốn bánh à? Cụ cầu cho cả bốn bánh này, mẹ nghe được rồi nhá. Mẹ nghe thấy cụ bảo là đồng đẳng à. À tức là xin quan là được luôn đúng không? Đồng đẳng. Chết không? À đi đâu đấy? Cháu đi đâu đấy? Nó cái mặt nhăn 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 nháo kinh không? Nó lại kìa. À lại đấy. Bánh sữa học cách lại đấy. Ồ, bánh sữa đấy, để đều lắm. Bánh sữa y hệt con mẹ. Vani ơi, Vani ra liếm lốt cái chỗ bơ đi con. Đi ra biến lốt lô chỗ bơ này đi, cho nó sạch đi nhanh em. Đấy, có cần, ôi dồi ôi, gặm kìa, cái bây giờ mọc răng đấy, bây giờ ngứa răng là nó gặm kinh không? Thôi nhá, không cắn cái này. Thôi, uống nó đi. Nào em bé ơi. Mày đi dép à, không bẩn. Còn người bỏ dép ra ngoài hết à? Đi dép vào con ạ. Nhà có không phải. Nào chạy đâu đây à. Lại vật mẹ nó ra kìa. Nào cháu ăn đi. Cháu ăn đi cho nó sạch đi. Nào ăn đi cho sạch đi. Đấy, cháu nhân viên vệ sinh dọn dẹp, sạch sẽ nhỉ. Sữa sữa ơi, đi cho bọn này ra đây. Ui trời ơi, nghịch quá. Đây, cháu liếm đi, cho nó sạch đi. Hai. Đâu rồi, bốn đứa đâu, đâu hết rồi, đây mới là một đứa. À, 2 3 không một đứa nữa đâu nhở, 4 nữa mà đâu rồi, một đứa nữa đâu rồi nhở bố nhở,
1, 2, 3, còn một con nữa. Đi chơi đâu rồi? Chết rồi. Mà đây tại vì vừa rồi mở, vừa mở cửa đấy nhá. Mở cửa không ra đâu. Không ra đâu á? 1 này. 2, 3, 4. 2, 3. Đâu ạ? 4 đâu nhỉ? Chui trong này. Chui vào trong gầm đấy xem. 1, 2. Có 2 con trong gầm không? Đâu. 2 trong gầm này. Chơi chứ mà. Ai làm tao bắt con mày đâu mà mày. Ơ, đây 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 là một con mà. Trong này con nữa không? Đấy. À đúng rồi, bốn con. Rồi. Tao ra đây. Để cho nó bố nó ăn nó hết đi.